Hello các bạn, rất vui vì được gặp lại các bạn trên kênh truyền thông của Đức Mạnh Audio. Như các bạn đã biết, khi chúng ta phối ghép các thiết bị trong một bộ dàn karaoke, đó là một điều rất là quan trọng. Chúng ta phối ghép như thế nào để đạt được sự ổn định về chất lượng của thiết bị, đồng thời nâng cao được chất lượng âm thanh. Đó là một điều mà chúng ta luôn luôn đặt ra trong một bộ dàn karaoke, phải không các bạn? Và trong đó, loa sub chính là một cái dòng loa rất là cần thiết trong một bộ dàn karaoke. Nó góp phần nâng cao giải trầm, cải thiện được đáp tiếng mà cặp loa chính của chúng ta còn thiếu. Vậy lựa chọn dòng loa sub nào là tốt nhất với một mức giá cực kỳ tốt và đạt được chất lượng cao? Thì hôm nay shop sẽ giới thiệu đến cho các bạn một mẫu loa sub đến từ hãng SE Audio Technic của Đức. Đây là một dòng loa sub được nhập khẩu với chất lượng cực kỳ ổn định. Và bây giờ mình sẽ tiến hành giới thiệu sơ qua cho các bạn về cái loa sub này nhé. Và đây chính là cái sản phẩm mình giới thiệu cho các bạn, loa sub SE với model là MF3 đến từ hãng SE Audio Technic. Hoặc nhìn qua các bạn có thể thấy được toàn bộ cái thiết kế của loa sub này được phủ quanh mình một cái lớp sơn màu đen chống nước với cái lớp sơn rất là mịn tay, chúng ta gờ không có cảm giác nhám tay nha các bạn, rất là cao cấp. Thùng loa thì được thiết kế một theo một cái hình vuông với diện tích thì rất là nhỏ, chúng ta có thể hoàn toàn đặt ở mọi góc cạnh ở trong nhà của chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ đo sơ qua kích thước của sản phẩm. Loa có chiều cao là 50 cm và bề rộng của nó chỉ nằm khoảng 40, và độ sâu của sản phẩm này đó chính là 50 cm, một cái thước rất là tuyệt vời để chúng ta có thể đặt ở trong các cái gia đình của mình mà không có chiếm quá nhiều diện tích. Ok, thì mặt trước của sản phẩm sẽ có chúng ta một cái lỗ thoát hơi được thiết kế rất là to, phải không các bạn? Bên trong đây chính là hai cái quả loa bass được đặt thiết kế với nhau theo hình chữ V nhằm tăng cái lượng độ trầm của nó. Đây là phía cạnh bên của sản phẩm, toàn bộ được sơn một lớp sơn màu đen. Phía sau sản phẩm chính là một cái bo mạch điện. Hoặc nhìn ba các bạn thấy được đây là model SE MF3. Phía dưới đây chính là cái cổng nguồn thì chúng ta cấp nguồn nuôi sản phẩm. Và đây chính là cái công tắc, một sắc tín hiệu để chúng ta lấy tín hiệu đầu vào và một cái sắc dùng để tín hiệu ra. Phía trên đây chính là các cái nút dùng để tinh chỉnh tần số hoặc là âm lượng và cái nút chỉnh pha. Và bên đây chính là cái dãy đèn dùng để báo hiệu các cái tín hiệu ngã ca lo nè, tín hiệu ngưỡng và báo hiệu rotate. Thì bây giờ mình sẽ khui cái thùng này ra luôn để cho các bạn xem thử cái chất lượng sản phẩm của nó như thế nào, xem được cái bo mạch điện của nó và các cái driver của nó để mà chúng ta biết được cái chất lượng của nó. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái máy khoan này để tháo cái mạch điện này ra nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho nó ra nha các bạn. Ok, đây chính là toàn bộ cái tay tim của cái dòng loa sub này. Đây mình sẽ, bên trong đây chính là cái dây để chúng nó nói từ mạch công suất đưa vào bên trong loa, mình sẽ gạt nó ra nha các bạn. Hoặc nhìn qua các bạn có thể thấy được cái mạch điện này được thiết kế cho chúng ta gồm các cái khối như là khối xử lý tín hiệu, một khối nguồn và một khối công suất. Khối công suất sử dụng bo mạch quách đại Class D đến từ hãng Hi-Best Electronics. Thì như các bạn đã biết, hãng Hi-Best là đến từ một cái nước Hà Lan. Đây là một hãng chuyên sản xuất các cái bo mạch quách đại Class D OCD cao cấp dành cho các cái nhà sản xuất ODM. Chúng ta có thể thấy được những cái mạch quách đại Class D này sử dụng cho các cái âm ly hi-fi rất là nhiều. Vì thế cái chất lượng của âm thanh mà cái loa sub này nó phát ra nó đạt ở một cái ngưỡng hi-fi đó các bạn. Mạch quách đại Class D thì được sử dụng rất nhiều trong các dòng loa sub đến từ các ông lớn như là của Clip hay là của JBL. Mục đích sử dụng các mạch quách đại Class D nhằm tối ưu hơn về cái giải công suất, tối ưu hơn về diện tích.
do độ ổn định và cái hiệu suất hoạt động rất là cao. Phía bên đây chính là một bộ nguồn xung. Và loa sub này xử lý tín hiệu chúng ta bằng một con chip DSP với bộ giải mã là 24 bit. Đây các bạn có thể thấy được con chip DSP bên trong của đó. Với một mạch khuếch đại Class D nhỏ gọn như thế này, hãng công bố loa sub SE-MF3 này sẽ cho chúng ta công suất 400W. Một mức công suất chúng ta sử dụng trong gia đình rất là cao cấp phải không các bạn? Các linh kiện và có thấy được độ ổn định nó rất là cao từng chi tiết. Và bây giờ mình sẽ tiến hành khu cái mặt trước của nó nha các bạn. Mặt trước của nó được trắng lại bằng một cái tấm như thế này, bên trong là các cái driver. Mình thì khu ra mình thì mới giới thiệu kỹ đến cho các bạn được các driver của nó, các cái con ốc cực cao cấp mà được phủ keo. Rồi, một con cuối cùng. Và bây giờ mình sẽ nhắc cái mặt cái các bạn. Đây. Đây. Đây là cái học hãng thiết kế dùng để lấy cái lượng hơi nén sau khi đưa ra ngoài. Khi đưa thẳng trực diện vào người nghe. Ok, giờ mình để cái tấm này qua bên nha các bạn. Và bên đây chính là sản phẩm của chúng ta, hai cái loa woofer được thiết kế bằng màng giấy và gân được tẩm dầu rất là cao cấp. Đường kính của loa này nằm ở khoảng là 25 cm, và hai cái loa được thiết kế theo hình chữ V đối diện vào nhau nhằm tăng cái lực bass nén, sau đó được thẳng ra bên ngoài. Một thiết kế rất là cao cấp phải không các bạn? Bây giờ mình sẽ tiến hành khui lấy cái loa này ra để cho các bạn xem được cái cụm từ của nó bên trong, cái độ chất của nó như thế nào nhé. Ở trong đây mình xui nó cũng hơi khó tiếng nha các bạn. Ok, thì sau hồi vất vả mình cũng đã lấy được các ốc nó ra rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái củ lo ra. Đây. Rồi các bạn xem qua. Nó bị dính cọng dây bên trong cho nên mình không có lấy ra hết được. Đây là cái hàng lo chúng ta. Được gắn vải tẩm dầu. Đấy. Và đây chính là cái con loa bên trong, và có thấy được cái con rất là lớn. Và đây chính là cái cụ từ bóng dấn luôn các bạn ơi, 7 màu, rất là cao cấp phải không các bạn? Hai cái loa thì nó hoàn toàn giống nhau, mình chỉ khui ra một cái để có thể giới thiệu sơ qua cho các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái thước đo cái cụ từ của nó nhé. Phải khó khăn. Đây. 140 cm. Đây, 140 cm. Và bên trong đây chính là cái hộc được thiết kế để mà để cái loa vào. Các bạn thấy được hãng cũng đã lót những cái tấm mút như thế này dùng để hút âm
chất lượng rất là cao cấp phải không các bạn? Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp lại các cái chi tiết này và mở nhạc để cho các bạn nghe được cái độ trầm của cái quả loa súp này nhé. Và bây giờ mình mời các bạn nghe thử chất lượng âm thanh từ cái quả loa súp này tất cả nhé. Nhưng các bạn hãy nhớ là hãy đeo tai nghe vào để có thể nghe được các giải tần mà cái loa súp mình đã phát ra, tại loa súp chúng ta hoạt động ở giải tần số thấp, chúng ta có thể nghe qua điện thoại hoặc là máy tính bảng được không các bạn. Các bạn hãy đeo tai nghe vào để mà cảm nhận được cái giải tần đó. Ok, xin mời lên nhạc. Thì giá niêm yết của cái loa súp này nó là 16.710.000 đồng. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm và muốn sở hữu nó với một mức giá cực kỳ ưu đãi và muốn có nhu cầu về phối ghép hoặc là mua sản phẩm, hãy nhanh tay gọi số điện thoại 0866883915 hoặc các bạn hãy click vào cái đường link bên dưới phần mô tả, mình để số điện thoại của mình cũng như là link web của sản phẩm. Đức Mạnh Audio sẽ miễn phí giao hàng lắp đặt tổ cho các bạn.